Hello cả nhà. Cả nhà nhìn. Đây là người cảnh sát đang đứng đây. Chào tất cả các bạn nhé. Mình vừa xem cái này và rất là nhiều người nói là cái lỗi là do cái người cảnh sát này đứng ở giữa đường. Theo mọi người nghĩ là khi mà một người lái xe có cần dùng mắt không? Đâu có phải cái thằng kia này, các bạn nhìn cái khoảng cách của cái người cảnh sát, người công an đứng và cái thằng kia nó đang lao tới, đúng không? Thì nó đủ thời gian để nó tránh sang bên này, đúng không? Các bạn xem tiếp này. Mà tại sao mình nghe thấy có nhiều người bình luận nói là cái người cảnh sát đang tự nhiên đứng ra giữa đường? Mọi người nghĩ gì? Mọi người nghĩ làm sao cái vụ này? Đó, thấy không? Trong cái khoảng khắc như thế thì người ta sẽ làm gì? Là xem lại nhé, là chưa thấy cái xe kia đâu nhá, là người cảnh sát đã nhìn thấy người cảnh sát đứng ra đây rồi nhá, bắt đầu thằng kia lao tới đó. Nào, vậy mà sao có người vẫn cứ bênh được cái vẫn nói là cái người cảnh sát này sai là làm sao nhỉ? Này các bạn xem đi xem lại đi, xem nhiều lần đi. Nào, người ta đã đứng được ở đây rồi. Nào, người ta đã đi tại vì cái vòng cua nhá, thì cái người cảnh công an này cũng có khả năng là chưa mới có phát hiện có một cái gì đó hay là như nào người ta mới đi ra thôi. Xem lại. Đó, thấy không? Cái riêng cái mình cầm lái mà cái khoảng cách như thế thì dư sức để cho mình có thể mình vòng đi sang một hướng khác. Này nhá. Các bạn xem lại này. Này, người cảnh sát đã đứng đây rồi. Thằng kia mới từ ở kia lao tới, đúng không? Đó. Thấy không? Xem lại lần nữa. Còn nếu như mọi người nghĩ thì đây. Đây là người cảnh sát. Đúng không? Cái thằng kia chưa nhìn thấy, chưa thấy nó đâu hết. Được rồi. Xong xem tiếp này. Đó. Nó đủ để nó, một là nó giảm tốc độ, hai là nó có thể nó vòng sang bên kia được. Thì người cảnh sát đã cố tình định chạy vào bên trong nhưng mà không kịp. Nó lao trực diện vào. Vậy mà sao có người nói là do cái người cảnh sát người ta là cái nhiệm vụ của người ta đi chặn những cái thằng này. Thế không lẽ người ta đứng người ta nhìn nó à? Đúng không? Theo như mọi người nghĩ thì người công an này phải làm gì? Người công an này phải làm gì? Không lẽ đứng đấy để nhìn nó phóng đâm vào người khác à? Nào, các bạn nhìn thấy không? Rõ ràng nhé, một cái khoảng cách để cho nó có thể nó quay, nó giảm tốc độ hoặc là nó đi sang bên bên kia. Thằng này cố tình đâm. Chính xác là nó cố tình chứ gì nữa. Cái lỗi thứ nhất mà nó có là nó phóng nhanh, đúng không? Phóng nhanh mà nghe đâu không có mang mũ bảo hiểm nữa. Nó phóng nhanh là một cái lỗi của nó đầu tiên đã. Nếu nó không phóng nhanh thì nó đâu có gây ra tai nạn, đúng không? Thế bây giờ một người cái một đứa trẻ nó đang đi, nó đang đứng bình thường, nó đang đứng ở đấy. Nó đi ra ngoài như thế, thằng kia đâm vào nó thì là do cái đứa trẻ đấy hay là do cái thằng này phóng nhanh? Tại sao có những người ta không nghĩ những cái việc làm cái người cảnh sát này người ta làm cái nhiệm vụ của người ta, nếu như người ta sợ sợ tai nạn, người ta đứng vào một góc, đúng không?
Người ta tội gì người ta phải ra giữa đường kia để người ta chặn lại cái thằng này làm cái gì? Tại sao người ta phải phải làm những cái đấy? Nếu mà một người cái công an, một người cảnh sát đi làm nhiệm vụ mà chỉ có lo cho cái thân mình cứ đứng và mình nhìn những cái kẻ nó phạm pháp như vậy thì nó sẽ những người khác sẽ bị cái thằng này nó đâm vào chết chứ không phải cái người công an này. Tại sao có những người bình luận rất là ngu xuẩn? Theo mình thấy thì mọi người nên là nói chung là theo mình nghĩ là mình thấy người công an này người ta rất là có cái tinh thần trách nhiệm. Đúng không? Người ta chỉ nghĩ làm sao để ngăn chặn lại những cái thằng phóng nhanh vượt ẩu thôi chứ người ta không nghĩ đến cái tính mạng của người ta. Nếu như người công an, người cảnh sát nào lúc nào cũng nghĩ rằng ồ, mình sợ chết rồi, mình sợ thế này, sợ thế kia thì tính mạng của các bạn sẽ như thế nào? Tại sao có những người comment ngu xuẩn à, cái gì thằng này nó dưới 16 tuổi rồi này kia các thứ, càng dưới 16 tuổi thì càng phải bắt nó lại. Tại vì nó là cái đứa mà không nó phóng như thế thì sẽ có bao nhiêu người xảy ra tai nạn đối với nó, trong đó có cả mình. Ví dụ như mình ở đó. Đúng không? Những cái hành động như thế đấy là nó sẽ gây tai nạn đã cho bao nhiêu người, cho con, cho cháu, cho anh chị em, bà con thân thích, bạn bè của mình. Đúng không? Cứ nếu như mà không chặn được cái thằng này trước sau nó cũng sẽ làm cho người khác bị gặp tai nạn đó. Với cái tính hung hăng hùng hổ như thế, đúng không? Mình rất là cảm thấy rằng á, theo mình là nên biết ơn cái người công an này. Mình đặt địa vị, nếu con cháu mình đang đi ở trên cái con đường như thế này bị nó đâm vào thì các bạn nghĩ sao? Những cái thằng mà chỉ nghĩ đến cái sự thù hận công an rồi tức tối công an rồi comment những cái ngu xuẩn. Mình đặt địa vị con mình, cháu mình đang đang đi ở giữa đường như thế mà nó đâm vào như thế thì mọi người nghĩ sao? Không có những người công an này chặn cái thằng này lại thì sẽ có bao nhiêu người bị nó đâm. Phát hiện thằng này vi phạm, cảnh sát ra yêu cầu dừng xe, nó đâm luôn. Yeah. Mới này hơn nữa là cái khoảng cách, các bạn nhìn không? Khoảng cách này là không ai nghĩ, là mới lại hơn nữa có thể người người công an người ta cũng không nghĩ đến nó hổ báo như thế đâu. Thì người ta tính là đứng ra giữa đường như thế thì một là nó giảm tốc độ lại, hai hoặc là nó cầm lái thì nó phải biết chạy chứ, không lẽ bây giờ nếu mà những cái đứa mà comment nói là lỗi là do người cảnh sát này đang đang đi đứng ra giữa đường thì mình nhìn với cái tốc độ như thế này nó có thể quẹo bẻ tay lái sang một hướng, đúng không? Thì trong cái hoàn cảnh mà bị đâm như thế này thì mình nghĩ rằng người công an kia nghĩ là nó không có trực diện vào mình mà nó sẽ bẻ tay lái đi sang bên phải kia, nhưng mà nó lại không, mà nó đâm thẳng vào người người công an như thế. Bây giờ là bị xử nặng tội cố ý giết người. Đấy, đợt trước đã xử thằng ô tô hút cảnh sát giao thông lên nắp capo. Thằng đấy xử điểm. Có thằng nào bị tù chung thân không? 16 tuổi ở Việt Nam có được lái xe không? Có được lái xe máy này không? Các bạn, ở đây là nó không cho đâu. Cái thứ nhất là ví dụ như một đứa đang đang vừa mới thi luật xong á mà chưa được lái, mà dám tự động lái, chưa có bằng thi lái, bằng học lái mà dám tự lái một cái xe đi là bị phạt, là nó thu bằng, nó không cho học luôn trong vòng bao nhiêu năm á. Còn ở Việt Nam thì mình không biết cái luật là 10 giới tuổi trưởng thành có được phép lái xe không. Rồi bây giờ những cái người mà nói là lỗi là do người cảnh sát này thì thử suy nghĩ xem, nếu mà con mình nó, cháu mình nó đang đang đi, nó đi qua đường, đúng không?
đã đi qua đường mà gặp mấy cái thằng như thế này nó đâm vào nó chết thì là do con mình đúng không? Hả? Do con mình đứng ở giữa đường nó chạy nhanh cho nên nó không có tránh được đúng không? Hả? Mấy cái loại mà nó chỉ nghĩ đến cái lòng thù hận mà nó nói nó ghét công an rồi này kia các thứ. Những cái gì người ta làm đúng mình phải nên tuyên dương thì cho những cái người khác người ta cũng làm công an có thể người ta nghĩ đến những cái nơi đấy mà người ta hết mình để người ta bảo vệ cho cái người dân hoặc là bắt những cái kẻ mà nó phạm tội như thế này chứ đi làm công an mà cứ thấy nguy hiểm này không dám xông ra này không dám bắt này thế nếu như người ta chỉ nghĩ đến cái bản thân người ta đứng mẹ em một góc rồi kìa cho nó chạy đi nếu thằng này chạy thoát thì có bao nhiêu người dân bị chết đúng không? Sao mấy cái đứa mà comment ngu thế, mình đọc mình đến mình bực quá. Công an thì có người tốt người xấu nhưng mà cái nhiệm vụ của người ta vẫn vẫn là bảo vệ cái người dân đúng không? Rồi á các vị có chuyện gì á nhỉ, đánh nhau hay là bất cứ một cái gì nói đến gọi công an là chúng nó cũng sợ. Gọi công an rồi cứ động một cái là gọi công an báo công an đi thế nhưng mà công an có cái chuyện gì thì các chúng nó lại lại ghét công an chúng nó đì công an. Ok 16 tuổi được lái xe dưới 50 cm cái đó thì bây thằng này phải xử nặng cái tội của nó là cố tình nó phóng nhanh vượt ẩu này rồi không đội mũ này này kia các thứ thế nếu nếu mà những cái người cho rằng người công an này sai á, thì hỏi những cái người đấy là người công an phải làm gì đứng nhìn nó phóng phải không vậy thì tất cả những cái người công an nào nhìn thấy bọn lái xe nó chạy nhanh thì cứ đứng gọn vào một bên kệ mẹ nó đúng không. Thế mà bây giờ cái lần đó có một lần mình nghe thấy bảo là người công an thấy cái thằng ấy nó chạy xe nhanh bắt đầu đạp nó xuống là cũng bị chửi. Đúng không? Thế người ta bảo vệ cho cái tính mạng mình những cái dạng như thế ví dụ nó đâm vào con và cháu và anh chị em là người quen nhà mình thì mình nghĩ sao? Mình nghĩ gì? Bây giờ có một đứa trẻ nó đang đứng ở đấy, nó đang đi ví dụ nó đi qua đường đi, thằng kia đâm vào thì có nghĩa là cái người đấy chết là cái đứa trẻ đấy là sai đúng nó nói không 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 biết suy nghĩ mà nó không nghĩ nó không dùng cái não hay sao không dùng cái đầu hay sao cái nhiệm vụ của người ta là ngăn chặn những cái thằng này bằng mọi cách phải ngăn chặn nó lại người công an này không bị nó đâm thì sẽ bị nhiều người khác nó càng ngày nó càng lớn lên nó lại hổ báo như thế này thì còn bao nhiêu người sẽ chết dưới tay nó người công an này người ta như thế là người ta rất là dũng cảm rồi người ta bị như thế thì đáng ra phải 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 Cơ quan chức tuyên năng đang dương người tạm ta giữ chứ. nam thanh niên lái xe máy phóng bạt mạng, tông trực diện vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại khu vực huyện An Lão, thành phố Hải Phòng vào trưa nay. Chiến sĩ cảnh sát giao thông bị tông là thượng úy Nguyễn Trọng Quý, năm Sorry, cầm. Để xem mình đọc những cái comment ở dưới nó chúng nó nói cái gì. Đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin Việt Nam. Đầu tiên ấn nút đăng ký ngay để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Ngay nút cua mà chạy ra thổi, Thưa quý vị, vụ việc thằng chạy tốc độ bàn thờ thì chịu. Đây, chào các bạn. Bây giờ mình đọc những cái comment của những cái người ở trong này nói ngay nút cua mà chạy ra thổi thằng chạy tốc độ bàn thờ thì chịu. Vừa nhìn thấy nó là đâm trúng rồi, còn nếu chặn đường thẳng, nó thấy từ xa lại quay đầu chạy mất. Cái này mình không hiểu. Thằng giao thông này thuộc loại rất ngu. Mẹ xe người ta đang đi tốc độ, nó ra chặn đường, may là em lái xe không chết.
Nó chết là đúng rồi. Đó, cái thằng này là Giang Đào. Nó mất dạy, thằng ngu. Thế bây giờ con của mày á, con của cái thằng này nó đang đi qua đường mà bị cái thằng kia đâm, có nghĩa là con nó sai đúng không? Rồi cái gì nữa? Gì? Có nhiều người lắm, có nhiều người comment ở đây rất là vô lý mà rất là ngu nhé. Cái thứ nhất là cái đứa này nó đi phóng nhanh vượt ẩu. Nếu nó không phóng nhanh vượt ẩu thì nó sẽ không xảy ra cái chuyện này, đúng không? Phóng nhanh vượt ẩu có nghĩa là đã là phạm tội rồi. Khi mà người ta ra, người ta khi mà mình quay cho các bạn xem cái khoảng cách đó thì nó có thể nó quay tay lái, nó chạy sang bên phía bên kia đúng không? Nói thế thì cứ thấy tội phạm cầm vũ khí, dao hoặc súng thì công an cứ phải bỏ chạy đã. Đúng rồi, theo ý như chúng nó nói là người 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 công an này ngu. Rồi nó đang chạy nhanh như thế mà đi đứng ra giữa đường chặn nó lại, thì những cái người đó phải xem đi xem lại cái clip mà cái người công an người ta ra chặn đúng không? Cái xe khi mà cái xe mình nhìn thấy cái xe mà nó quay được cái clip này đấy, thì nó quay chưa nhìn thấy cảnh sát, à chưa nhìn thấy cảnh sát đứng ở giữa rồi nhưng chưa nhìn thấy cái thằng kia đâu. Thì có nghĩa là nó còn ở xa thì cái người cảnh sát này đã đứng ra đó chặn rồi. Nhưng mà nó không có chịu giảm tốc độ và không chịu bẻ tay lái sang một hướng khác mà nó đứng đâm thẳng vào người ta. Đúng rồi, thế có nghĩa cái người người cảnh sát á cứ nhìn thấy những cái gì nguy hiểm, nhìn những cái gì làm phải bỏ chạy đúng không? Thế thì đi làm công an làm gì? Cái thằng nó phóng nhanh như thế mà không tìm cách mà cho nó giảm lại tốc độ, đâu có ai nghĩ là nó sẽ phóng thẳng vào người như thế. Tại vì nó còn cái khoảng cách mà người công an người ta đứng ra như thế, chứ đâu có phải nó đi đến gần đến nơi mình mới đi ra để cầm cái gậy mà ấy nó đâu. Đúng không? Người ta đứng một cái khoảng cách để cho nó đủ để nó giảm tốc độ. Nó dừng lại rồi. Đây, mọi người xem lại đi. Xem đây. Tướng cao ở Nam Định, Việt Nam đang nghe nhìn vô clip của Lê Xà Vũ phát về mấy tên vi phạm luật giao thông chống người thi hành công vụ. Hello tướng cao, hello tất cả các bạn nhé. Lý sự của bọn ngông cuồng bố láo không nghe được. Thế đó, thì những cái kẻ đấy nó sẽ gặp những cái thằng này đúng không? Lúc đấy thì không biết nó kêu oan hay là nó kêu cái gì hay là nó trách móc ai. Ví dụ như là ai có bị tai nạn thì nó bảo ô ai bảo người ta đang chạy nhanh mày ra đấy mày đứng, nhưng mày đứng thì nó phải đâm vào mày rồi. Thế cái luật giao thông ở Việt Nam là được chạy bao nhiêu cây số một giờ đúng không? Vậy mà còn 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 cãi được, tại vì nó thù, nó tức. Đối với chúng nó là Việt Nam không được có ai cản trở nó thích làm cái gì nó làm, chứ không được cản trở chúng nó chạy chạy xe chạy nhanh bao nhiêu cũng được. Ở đây nó khác, ở bên hải ngoại nó khác, các bạn hiểu không? Tại vì hải ngoại đấy mày chạy nhanh thì nó sẽ đuổi, đường nó rộng, nó không chật như ở Việt Nam. Đuổi ở bên này nó rất dễ,
mà cái người người ta rất tuân thủ giao thông đó, thấy không? Những cái đứa mà nó chuyên môn nó comment những cái như thế đấy thì nên là nghĩ rằng sẽ có một ngày gia đình dòng họ nhà nó sẽ gặp những cái trường hợp như thế. Này nhìn này, thấy không? Đó. Thế mọi người nghĩ sao về cái vụ này? Có đứa nào vào đây nói là do người cảnh sát không? Vào đây cãi mini sao rồi mà. Vào đây cãi đi. Thế thì cứ để người thân của chúng nó bị bọn trẻ danh này phóng nhanh vượt ẩu, bị đâm. À, chúng bị trẻ danh này phóng nhanh vượt ẩu bị đâm thì chúng nó nghĩ sao? Nhất là cảnh sát giao thông đứng gần đấy, bảo tôi sợ bị đâm nắm, chắc chúng nó chửi và kiện đến tổ cháy người ta. Đúng rồi. Thế bây giờ theo những cái theo ý của những cái người nói là những cái người cảnh sát giao thông này sai ấy, thì hãy 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 lên tiếng nói là ok, người cảnh sát này phải làm gì? Có nghĩa là kệ mẹ nó để cho nó chạy đúng không? Tại vì nó chạy nhanh quá. Nó chạy nhanh quá thì mặc kệ nó, để cho nó chạy. Chứ mình không được ra chặn nó lại, đúng không? Đây. Đó. Đấy, cái khoảng cách nó như thế này. Người ta đã ở đây rồi, đúng không? Khi mà cái người quay được cái clip này á, người ta quay được cái người cảnh sát đi ra thì chưa thấy cái thằng cái nó lái xe tới, đúng không? Thì cái người cảnh sát này đã đứng ở đây từ lâu rồi, khoảng một lúc rồi thì bắt đầu nó phóng tới. Này, cái khoảng cách này có đủ để cho mình đi bẻ tay lái vào chỗ khác không? Tại sao nó đâm trực diện như thế? Nó sai rõ ràng rồi mà tại sao cái lũ kia comment ngu thế? Theo mấy cái đứa đấy thì có nghĩa là tại mày ngu thôi mày chết. Ai bảo mày đứng ra giữa đường để cho nó đâm thì là mày sai, đúng không? Thế còn cảnh sát là phải đứng đấy kệ mẹ nó chạy nhanh kệ mẹ nó, cho nó chạy, để cho nó chạy. Nó đâm vào ai thì mặc nó, đúng không? Theo như những cái người mà comment là người cảnh sát này sai ấy, có nghĩa là người cảnh sát phải làm những như thế. Theo mình ấy là phải nên tuyên dương cái người cảnh sát này. Nếu như không có người cảnh sát này chặn cái thằng này lại á, thì thằng này nó sẽ đâm rất là nhiều người. Theo nếu như nó không đâm ngay thì rồi từ 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 cái lúc nó bây giờ cho đến lúc nó trưởng thành nó lớn lên nó sẽ đâm bao nhiêu người chết với cái kiểu lái xe như thế này, đúng không? Không có ai vào đây cãi nhỉ. Ok vậy đi, mình có vài lời nói chuyện như vậy thôi, và nên nói với những cái người mà chuyên môn đi không biết phải trái như thế nào, chỉ nghĩ rằng là mình ghét công an là mình nói người ta như thế thôi. Không bằng lái phóng nhanh không đội mũ bảo hiểm thì rõ ràng thanh niên này là có lỗi, nhưng cảnh sát phải dẹp ngay núp nùm đứng chỗ khuất. Đâu chỗ có khuất mấy đâu hả? À? Chỗ kia mà người ta cái khoảng cách nó như thế kia thì làm sao mà khuất? Nó nhìn thấy đây. Thanh niên nói, nhưng cảnh sát giao thông phải dẹp ngay núp nùm đứng chỗ khuất rồi đột ngột xông ra chặn xe vì nó nguy hiểm cho nhiều người. Tuy nhiên về luật
có thể nào không sai. Oh, thank you. Gì đấy? Bốn món. Oh, thank you. Để trong bàn. Rồi cái gì nữa? Tuy nhiên về luật có thể là không sai. Làm sao? Bọn vô chính phủ Việt Nam ở Việt Nam muốn chúng nó tự do hành xử kiểu để bất chấp pháp luật không ai lạ, nhất là bọn ủng hộ kiểu này cũng là bọn vô luân vô pháp vừa mới bênh vực phóng nhanh vượt ẩu. Họ bênh chê ba ba bênh chê bao che là chính phủ livestream. Nghĩ ngu si ở Mỹ thì cảnh sát nó đập chết loại này nhanh. Họ lại đăng live stream. Công an bị tông xin lỗi ai? Tổ bố loại lý sự ông mẽo. Dân chủ kiểu chó. À, cái bạn nào muốn lên nói chuyện này không? À, Dũng Lương. Chào chị Lisa dễ thương, chào em. Công an bị tông. Đúng rồi. Người ta đã hy sinh cái tính mạng của người ta để chặn lại một cái thằng phóng nhanh như thế. Nếu như nó cứ phóng như thế thì sẽ bao nhiêu người bị chết với nó nữa. Thế tại sao mình không đặt địa vị, nếu như con cái mình đang đang đi ngang đường như thế mà bị nó đâm cho một cái thì những cái đứa đấy nghĩ như thế nào? Đúng không? Chuyện rất là dễ hiểu. Tại sao mình không không suy nghĩ đến những cái đấy mà mình chỉ nghĩ là cái người là người ta là công an, người ta là cảnh sát thì người ta phải làm sao để mà ngăn chặn lại những cái tình trạng như thế này chứ, đúng không? Nếu như là người công an người ta cứ đứng ở trong ấy, người ta mặc kệ nó phóng bao nhiêu thì nó phóng. Sao không áp được? Mình phải nghĩ là đây là những cái người công an, người ta đang bảo vệ cho cái tính mạng của chính mình, thân nhân mình, con cái mình, anh chị em, bạn bè, đúng không? Người ta ngăn chặn được một cái thằng mắc dạy như thế này đi phóng nha, phạt mạng, không có cần biết đến đến người nào. Tới bây giờ như một cái đứa trẻ nó vô tình nó đi ra ngoài, nó đi sang đường, nó đang đi như thế, nó đâm vào thì có nghĩa thế là cái đứa trẻ đấy nó sai, đúng không? Thế bây giờ người ta là cái người hello hello Dũng Lương có nghe thấy gì không? Là em chào chị ạ. Ok. Chào em. Vâng. Người công an chết rồi hả chị? Công an hình như là bị nặng lắm. Nào em ở đâu em? Vâng, Để em giới thiệu. em ở Cao Bằng thôi chị ơi. Cao Bằng, Lạng Sơn đó Vâng, hả? gần Lạng Sơn. Nói Ừ. theo dõi những livestream của chị lâu lắm rồi. Vậy hả? Cảm ơn em. Vâng, những gì mà ở nước ngoài các thứ em theo dõi chị mà cũng tìm hiểu được nhiều cái nó hay lắm. Thì nói Vâng. chung là cái mục đích của chị lên đây cũng để mong rằng nhiều những người ở Việt Nam, nói chung là cũng rất là nhiều người hiểu biết về hải ngoại, nhưng cũng rất có những người người ta chưa từng biết gì về hải ngoại. Thì cái mục đích Vâng. của chị lên đây là cũng để cho mọi người, những cái người chưa biết đó, thì nên Vâng. nên hiểu chút ít về bên này.
và những cái gì mình phân tích ra để cho mọi người hiểu, cái đó là cái mục đích của chị thôi nha. Vâng. Cái theo dõi kể và những chính trị này rồi các thứ nghe chị nói có những nhiều chương trình nó hay lắm. À. Yeah. Vâng. À, cảm ơn Là... em, chị cũng chả biết có hay không, nhưng mà nói chung là cái tâm của mình muốn cho mọi người hiểu thêm về cái chuyện, những cái chuyện đó thì mình chia sẻ thôi. vâng Yeah. Ừ. như ở các vùng sâu vùng xa như bọn em ấy, thì những cái thông tin chính trị rồi các thứ thì theo những chương trình của chị thì rất bổ ích chị ạ. Oh. Rồi, mình cảm uh, ơn nhận em. thức mình nhận thức được cái chính trị thời đại thời bấy giờ nó như thế nào rất hay chị ạ. Yeah. Thế Vâng. nó là bình dân thôi. Những cái gì chị nói nó rất là bình dân và thực tế. Chứ chị Vâng. không phải là nhà báo, mà chị cũng phải Vâng. là không phải là diễn viên hay là điện ảnh gì để mà có cái giọng oanh vàng thỏ thẻ để mà lên đây mà Vâng. trình diễn. Mà chị nói Vâng. theo với cái ý là bình dân, chị cũng như bọn em, tụi em ở Việt Nam hay là những cái người bình thường sống trong cuộc sống, nhưng em chưa chưa biết ở hải ngoại, chị biết rồi thì chị truyền đạt những cái đấy về cho các em biết để hiểu, để học hỏi thêm được kiến thức những cái gì thực tế ở hải ngoại thôi. Chứ chị Vâng. cũng không phải lên đây để là mình làm nổi tiếng cái gì đâu. Yeah. Mà Yeah. nhìn mà xem những chương trình của chị mình phân ở đây phân biệt được cái gì đúng cái gì sai này hoặc là cái Yeah. thời đại chính trị bây giờ nó như thế nào xong rồi những thế lực phản động này người như thế nào là mình xem ở đây xem rất hay chị ạ. Yeah. Yeah. Mà Rất là cảm ơn. Yeah. Thì nói chung muốn là nói cái về đó cái nào cũng là cái mục đích của chị. vâng Những ai chưa hiểu mà thích nghe thì nghe thôi, chứ còn nhiều nhiều những cái người á, người ta không thích nghe về chính trị á, thì người ta sẽ nghĩ là ồ, cái con bé này sao nó rảnh rỗi thế, nó nói suốt ngày hay là nó này kia các thứ. Nhưng mà có những người á, người ta mang tiền bạc ra để người ta quyên góp, hay là người ta cái gì giúp đỡ cho những cái người nghèo khổ, nhưng mình không có tiền thì mình dùng bằng những cái lời nói, bằng những cái kiến thức, bằng những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ đối với mọi người để cho người ta hiểu được. Cái đó cũng là một cái giống như là cái gì nhỉ? Cái giúp đỡ cho người khác. Đó, theo theo chị thấy là như thế. vâng đúng rồi mà em muốn nói gì như giao thông ở Việt Nam bây giờ đấy thì nó chưa được vào nền nếp lắm đấy, em nhìn thấy ở nước ngoài đấy ví dụ người ta điều khiển xe rồi các thứ thì riêng ta ngã ba hoặc ngã tư thì nếu mà không có người thì người ta vẫn dừng lại quan sát trên dưới là thế nào không có người là người ta mới từ từ đánh ra chứ như ở Việt Nam thì chạy rất ẩu so với nước ngoài. À, theo chị thì như thế này nè, ở nước ngoài đấy thì nói chung là lý do tại sao mà nó như vậy, bởi vì ở đây nó phạt rất là nặng, Vâng. nó phạt rất là nặng. Khi mà em phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ rồi phạm vào những cái luật giao thông ấy, nó phạt rất là nặng. Nó phạt một ngày mình đi làm ví dụ như là nó phạt hàng gấp mấy cái ngày lương của mình đó. Cho nên là người ta sợ là cái gì? Người ta sợ vì phải bị phạt. Cho nên người ta rất là chú ý đến những cái luật giao thông. Còn Việt Nam á, lý do tại sao mà người ta không làm được như ở bên này? Bởi vì người quá đông, đường xá thì chật hẹp, Đúng không rồi. thể nào mà... Hơn nữa, ví dụ như là như ở bên này, khi mà em phóng nhanh vượt ẩu, người ta không cần bắt em cũng được, người ta chụp được cái số xe của em là người ta đến tận nhà người ta tóm cổ, hoặc là người ta gửi giấy phạt về đó. Còn Vâng. ở Việt Nam ấy, làm sao mà làm được như thế? Nay nó ở chỗ này, ngày mai nó ở chỗ khác, nó không có nhất định, không có cố định, cái người đó nó chạy lung tung ấy, như là chim ấy. Thì những cái đấy
Theo chị thấy rằng thời gian từ từ ấy thì Việt Nam cũng cải thiện được cái đấy, nhưng mà bây giờ chưa phải là thời điểm, đúng không? Nó vẫn làm được, nhưng mà bây giờ đây là nó là về cái chuyện gốc rồi, và nó phóng nhanh vượt ẩu như này thì dùng cách gì để bắt nó lại? Theo như em nghĩ thì dùng cách gì để bắt nó lại? Có nên bắt hay là có nên chặn nó lại hay là để cho nó chạy? Theo như cá nhân em suy nghĩ làm sao? Theo như cá nhân em thì vẫn nên chặn lại thôi, nhưng mà không chặn lại thì để phóng nhanh vượt ẩu thế này thì đi xong rồi là đâm còn người khác nữa chứ có phải là một mình chạy xe đâu. Đúng rồi. Mới lại hơn nữa cái người công an này người ta là làm cái nhiệm vụ như thế, người ta đã Đúng quên cái rồi. bản thân của tính mạng của người ta để người ta cản lại cái thằng này, thì nên khuyến khích, nên nên giống như là tuyên dương người ta và dùng những cái lời lẽ tốt đẹp đối với những cái người như thế để làm sao để cho mình được cái bản thân mình, cái tính mạng của con cháu mình, bản thân mình nó được an toàn vì có người, những cái người như thế, đúng không? Đúng Ví rồi. dụ như là cái người cảnh sát này người ta chỉ nghĩ đến tính mạng người ta thôi thì mặc kệ nó, người ta đứng gọn vào một góc, người ta để cho nó chạy đi đó, nó chạy đi thì có những cái người mà comment những cái như thế, thế có nghĩ rằng cháu mình, con mình nó đi ngoài đường bị cái thằng này nó đâm vào thì mấy cái người ấy nghĩ sao? Lúc Theo chị đấy là chị cảm thấy như vậy, đúng không? vâng, Thế đúng cho rồi. nên là mọi người suy nghĩ là phải suy nghĩ đến cái xã hội, giống như là đến cái an toàn, an ninh của xã hội, phải có những cái người công an như thế thì cái xã hội này nó mới bớt đi được những cái thành phần hổ báo như vậy. Chứ bây giờ người nào cũng đi làm chỉ để lấy nuôi tiền lương thôi. Xong rồi đến khi mà ảnh hưởng đến 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 tính mạng của mình á thì tụt quần bám càng chạy. Không? Như là cái bọn bọn ba que đấy. Nó thấy cộng sản chưa vào tới nơi nó sợ nó đã chạy rồi, chứ nó đâu có ở Việt Nam nó giữ lại đất nước của nó đâu. Chúng ta phải nghĩ đơn giản như vậy thôi. Vâng. Mà theo em mấy năm trước thì em có sang Malaysia lao động ở ở Malaysia 3 năm thì em đi lại các thứ giao thông các thứ thấy nước họ rất nghiêm. Nhưng mà em có thấy ở Mã Lai nó cũng do not kinh lắm. Vâng, cái đút lót thì em không không biết nhưng mà nhìn họ đi lại ấy, thì so ở Việt Nam mình nó rất nghiêm, không không như Đó. ở Đấy, Mã nhưng Lai cũng là cũng rất là nghiêm rồi, mà em có thấy những cái em đi từ sân bay á mà đi vào đến trong thành phố đấy, bao nhiêu cái nơi để nó thu phí của cái những cái bốt, đúng không? vâng. Của dọc đường ấy, nhiều lắm. Trời ơi, đi từ sân bay về trong đến thành phố rất là nhiều những cái trạm thu phí như thế. Em sang đấy làm mấy việc công việc gì? Dạ. Em sang bên Mã Lai em làm công việc gì? Em chỉ lao động phổ thông thôi chứ đi làm ở công Đó. ty đóng Mà nội thất thôi. lương lương có ok không? Lương có được không? Bao nhiêu một tháng? Dạ cũng ít lắm chị ạ. Không không Chị thấy thường thường là những người người ở bên này, ở Việt Nam sang bên đấy làm là hay làm về công trình xây dựng, đúng không? vâng cũng nhiều nhiều việc lắm chị ạ. Nó xây dựng Mà cũng bọn đấy có người điện ở tử Mã nữa. Lai nó cũng phân biệt người lắm đấy, dân của nó, dân của Mã Lai ấy, là nó chú trọng nhiều hơn là những cái dân bản xứ khác tới, Vâng. cái dân nơi khác tới đấy. Chị Vâng. cũng qua đấy chị cũng biết, mà À. chị cũng biết ở bên Mã Lai ấy, thời rồi nhiều nhiều người cũng sang đấy làm.
Vâng, em chỉ muốn lên đây nói chuyện với chị vài câu thế này thôi. Không Ok, ngại. cảm ơn em nhé. Vâng, Ok, chúc em sự may mắn. Yeah, chúc chị bye luôn may mắn là có sức khỏe nhé. bye. Ok, cảm ơn em. Vâng. Lỗi tại Lisa. Tại Lisa không sao. Cái kiểu nó tự do quá rồi, bây giờ nó vào khuôn khổ một tí là kêu rầm trời đất lên. Thấy không? Lại có xe, có cổ phóng rồi, cho nên là lúc nào cũng coi luật pháp không ra gì. Tôi lên án thanh niên này chắc chắn là sẽ ở tù. Nhưng tôi là người cũng lớn tuổi rồi, chấp hành tốt về giao thông, nhưng nhiều khi rất ức chế với cảnh sát giao thông. Khuyến khích phạt thật nặng nhưng phải làm trong sạch người cảnh sát giao thông. Đồng ý với Phi Văn Thế, không biết gọi bằng chú hay gọi bằng anh nhá, thì đúng là như vậy. Nhưng mà với cảnh sát giao thông, với cái thái độ của mình, kể cả ở đâu cũng vậy, mình có làm đúng không đã. Trước tiên là mình phải hỏi chính mình xem nó làm đúng không đã. Và nếu như cái người cảnh sát kia, người ta mà làm sai, nhất định mình không có hối lộ, đúng không? Mình bỏ rút tiền ra mình hối lộ là mình làm cho cái người đấy bẩn, cái người đấy không có trong sạch, do mình. Theo tớ nghĩ là như vậy. Tại vì mình làm đúng thì không có ai làm gì được mình cả. Và nhất định mình không được rút tiền ra để hối lộ. Tại sao mình hối lộ? Mình hối lộ để mình được cái việc của mình, đúng không? Mình biết là mình sai, mình mới rút tiền ra mình đưa cho người ta để cho nó nhanh, cho nó xong đi, để mình đi, đúng không? Chứ còn nếu bây giờ mình đội mũ bảo hiểm, mình đi đúng cây số, mình đi từ từ, rẽ trái, rẽ phải, mình đi tuân hành pháp luật, ai người ta bắt mình lại? Mà có bắt đi chăng nữa, mình nhất định không bỏ tiền ra bằng mọi giá. Cái đó là cái mà mình làm sạch cái xã hội, chứ không phải là cái người kia. Dân không gian làm sao quan tham. Theo tớ nghĩ là như vậy. Cái bản chất của chúng ta là gì? Là muốn xong việc đi. Giống như ở bên này thôi, mình bị phạt, mình tức quá, mình bị nó chụp nó phạt mình đỗ quá giờ, thế là nó phạt mình xong rồi mình đi kiện tụng rồi lại kia các thứ gì á. Ai gõ mình kiện tụng người ta thì mình mất thời gian của mình, đúng không? Cái thằng con mình bảo thôi mẹ ơi đừng có kiện nữa, kiện làm cái gì. Bảo nhưng mà tao tức, tao rõ ràng tao có giấy tờ, tao có bằng chứng là nó chụp chụp giờ của tao sai, tao đỗ đúng giờ mà nó đi nó phạt tao trước cái lúc quá giờ, thì giờ tao phải ra tao cãi. Thế nhưng mà mình cãi mình phải bỏ thời gian ra đấy, mình chờ đợi rồi xếp hàng rồi ấy này, chờ đến ngày nó rất là mất thời gian. Thế thằng con mình nó cũng nói rồi, má mình cho nó đi phạt đi, cuối cùng nó làm sao đó. Cái người mình cứ thế mình cho tiền để cho nó thoát được cái lợ đi, đúng không? Thế là mình tự mình làm hỏng những cái đó thôi. Cái gì nên án thằng cha con mẹ của nó ấy vào bệnh viện qua clip nói công an ngu nữa tức dễ sợ. Thì đó, thì bố mẹ nào thì có con như thế thôi, cái chuyện rất là đơn giản thôi. Mình bây giờ con mình nó làm sai, nó bị phạt, mình tức công an hay là theo mọi người nghĩ là như thế nào? Cái đó là một cái sự dạy dỗ, trả tiền đi chăng nữa mình cũng, đấy là một cái bài học cho chúng nó. Mình phải hiểu như thế, dạy con là phải dạy như thế. Hôm đó mình có thăm hỏi chuyện như thế này, trong lúc đó có hai tổ từng cha cái gì
từng tra tổ đầu tiên đã phát hiện xe vi phạm mà không chặn kịp mới gọi tổ thứ hai ra ngăn chặn thì gặp tai nạn. Mình cũng nghĩ là như vậy, thì thường thường nó có cái đầu này là người ta phát hiện ra thì người ta phải gọi cái đầu đằng kia để cho người ta ngăn chặn lại cái thằng nó như thế. Cái đấy là đúng còn gì nữa. Chào chị Nê Sa Vũ, chào toàn toàn Vũ Chi. Đúng không? Mình đồng ý là có cảnh sát là ăn hối lộ những cái người đấy là có chứ không phải là không, nhưng mà phần lỗi lớn là ai, là do chính mình đúng không? Mình rút tiền ra, tiền trong túi mình mà mình bỏ ra, mình rút ra để mình muốn cho nó nhanh đi, cho nó xong chuyện đi đúng không? Chứ mình không có đấu tranh là mình nhất định mình không cho nó tiền, mình không cho những người đó tiền. Mình làm đúng thì mình đừng có cho tiền. Cho tiền có nghĩa là mình làm cái người đó càng ngày càng hư đi, đúng không? Rõ ràng là như vậy gì nữa. Cái mình cũng là người Việt Nam chứ mình không phải là người không không hiểu người Việt Nam như thế nào. Mình hiểu chứ, quá hiểu đi. Chẳng hạn như những người về ở hải ngoại về này mang cho đấy tễ đồ vào, xong rồi muốn cho nó yên yên đi, không muốn để cho bọn bọn hải quan nó cân rồi nó này kia các thứ, thế là kẹt tiền vào trong cái quyển hộ chiếu để được việc mình, trong khi mình làm sai. Ở bên này cái người hối lộ là cái người nặng tội chứ không phải người ăn hối lộ đâu nhá. Cho nên mình phải trước tiên mình ok, có những cái chuyện mình không nói là ở Việt Nam không cảnh sát không ăn hối lộ, nhưng mà ăn của ai, ai cho tiền, tiền trong túi mình mà đúng không? Mình không làm sai tại sao mình rút tiền ra mình cho nó? Mình cũng muốn lợi về mình cho nên mình mới làm những cái chuyện như vậy, thì làm cho những cái đứa đấy nó bắt được cái thóc của mình rồi, nó bắt được cái kiểu của mình, cái tâm lý của mình là ồ cái thằng này mình phải làm như thế này làm như thế kia để cho nó cho tiền mình, do mình đúng không? Mình nhất quyết không cho, ai cũng thế thì nó nghĩ rằng ồ không làm được những cái chuyện như thế đâu, xem mình có làm kiểu gì nó cũng không cho mình tiền, thì nó sẽ không không có làm mọi cách để nó ăn tiền của mình. Cái đấy là mình tự mình đào tạo cho cái người cảnh sát nó như vậy, chạy đúng cây số, đội mũ bảo hiểm đúng không, đi đàng hoàng, không có cái gì sai trái, chẳng sợ bố con đằng nào hết. Mình về Việt Nam cũng vậy thôi, cũng có những cái thằng nó thấy mình ở hải ngoại nó về nó cũng muốn làm tiền đấy chứ, nó thấy mình có cái đồng hồ xong nó quay ra nó hỏi đồng hồ mới hay cũ, mình quát mình không biết. Mình không phải quát mà mình hắng giọng lên mình nói, thế là nó biết được là cái nó nắm được cái gân của mình, nó biết cái gân của mình là không phải là dễ dễ chơi đâu, thế là nó cho đi thôi. Nếu mà mình sợ không không cái đó là thế này thế kia là trình bày hoàn cảnh ỉ ôi đấy, thế là nó biết là cái con này sợ rồi, mình nói vài câu nữa dở ra cho tôi xem nào, thế là bắt đầu làm cho cái người đấy người ta sợ, bắt đầu lại rút tiền ra trả, hiểu không? Mình làm sai thì tự nhiên cái bản chất cái cách nói của mình nó tỉnh bơ không có cái gì hết, nhưng mà mình làm đúng, còn mình làm sai ấy, thì mình sẽ tự nhiên mình sẽ cảm thấy ồ sợ, những cái người buôn bạch phiến, những cái kẻ ăn cắp là nhìn thấy công an này sợ. Gì? Nên xem tin về cảnh sát giao thông Đồng Nai gần thì thấy cảnh sát giao thông Việt Nam bây giờ ra sao, tôi vẫn ủng hộ ý kiến của bạn. Lê Sa rất là hiểu cảnh sát giao thông, nói cho các bạn hiểu một câu, bây giờ chúng ta có cái phone đúng không? Cái đó là một cái mà rất là hay
khi mà mình bắt những cái người như thế thì những cái tâm lý của những người cảnh sát ấy, người ta cũng sợ chứ. Người ta có công ăn việc làm mà mắt ở xung quanh luôn. Ai người ta cũng có thể người ta cầm cái phone lên để người ta chụp cái người cảnh sát ấy, người ta phải sợ chứ. Đúng không? Thế chúng ta phải hiểu được nó là như vậy. Tức là mình hối lộ hay không là do mình thôi. Chứ còn bây giờ cảnh sát người ta rất là sợ. Kể cả là bạn không cần cầm cái này nhé, nó cũng chụp được vào nhà. Như nhà mình cái này, mình nên mình cho địa chỉ một cái, nó đánh bập 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 ra, nó soi thẳng vào nhà mình luôn. Nhà mình làm cái gì, ví dụ như là làm thêm một cái chòi ở đằng sau nhà, nó biết ngay. Nó đâu có cần phải cầm cái phone này để nó soi đâu, hiểu không? Hay là con cái mình á, nó đi đâu chơi á, mình cũng có thể biết được nó đang ở chỗ nào. Các bạn phải hiểu như thế, cái thời đại bây giờ nó rất là tân tiến rồi, thì những cái người cảnh sát giao thông người ta cũng không đến nỗi người ta ngu à, trừ khi các bạn dùng đủ mọi cách để hối lộ cho người ta, đúng không? Chứ còn cái này này, nó là vũ khí để chống lại những cái kẻ đó. Ở trên mạng đầy đấy, chụp lung tung cái đấy, ni giàu ủng hộ khi mà bắt quả tang những cái kẻ đó mình đưa lên mạng, cái đấy là rất là hay. Mình không nói là những cái mình, chúng ta chỉ biết nói mồm thôi, cảnh sát nó ăn 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 hối lộ rồi này kia các thứ, không cần nói. Cầm cái này này đi rình chụp thẳng cẳng lên, thằng nào ăn hối lộ những cái kiểu như thế, hay là thằng nào đưa hối lộ chụp đưa lên, cái đó là cái thực tế. Chứ còn chúng ta cứ ngồi đây chúng ta nói nó ăn nó hối lộ đấy, nó này kia các thứ, nhưng mà chúng ta hỏi lại chúng ta xem, khi mà chúng ta muốn hối lộ cho người ta có phải dùng đủ mọi thủ đoạn không? Cái đó là tâm lý con người các bạn. Mình nói là nói theo cái bản chất của chúng ta, chính chúng ta, chúng mình phải nghĩ lại và thực tế một chút, chấp nhận, đồng ý cái thực tế, chứ không có ai cảnh sát giao thông nào nó thò tay vào trong túi mình nó móc tiền ra đâu, đúng không? Do mình thôi, mình có đưa tiền cho nó không? Ok, nói vậy thôi. Tại mình vừa nghe thấy xem mấy cái trường hợp nó common như thế. Cái gì nói thế, không phải công an tương cái gì ăn lương nhà nước nhưng cứ nhận tiền làm cho xã hội thiếu công bằng. Tại sao chúng ta lại đưa tiền cho công an? Chúng ta hỏi lại chúng ta đi, tại vì chúng ta sai, đúng không? Nói chung công an giao thông đã làm cho người dân không có thiện cảm và không ưa gì cộng sản cảnh sát giao thông. Anh nói công an Đồng Nai như thế là không đúng rồi. Mình tham gia giao thông mình đừng vi phạm. Nói chung cảnh sát giao thông đã làm cho người dân không có thiện cảm và không ưa gì cảnh sát giao thông. Chả có ai ưa cảnh sát cả, kể cả bên này nữa. Nó nhìn thấy cảnh sát nó cũng ghét, cứ cứ bị phạt là ghét rồi. Nó cầm tiền nó phát cho mình xem mình có ghét nó không, đúng không? Bây giờ nó cứ phạt tiền mình có ghét nó không? Nhìn thấy cảnh sát thằng nào cũng chạy, đúng không? Đi uống rượu nào bắt đầu phải đi cái đường này này, trốn cái đường này này, đường này nó chặn này, cái đường này này cái này, cái gì bắt đầu nhìn nó đó. Có bao giờ gọi là anh cảnh sát đâu, toàn thằng cảnh sát cứ phạt mình là mình ghét rồi, còn cứ cho tiền mình ấy, thì mình sướng rồi. Cái đó là thực tế các bạn phải chấp nhận, chứ đừng có đổ cho người ta tiền tiền trong túi mình móc ra mình cho người ta, mình sai đã. Đừng có đổ cho ai hết. Tại sao mình đúng mình phải cho nó tiền? Đó là một cái mà
mình mua cái tội lỗi của mình. Nó nhận mình không nói đây, những cái nửa người đấy là nhận là sai, cũng là sai, nhưng mà mình phải hỏi lại mình xem mình đã đúng chưa, nó phải thực tế đi một tí, chấp nhận thực tế đi và đi đi thẳng vào thực tế, đừng có đổ vạ cho ai ấy. Chạy ẩu xuống lại xin sở, gọi quan hệ đút tiền. Mình cũng ở Việt Nam ngày xưa bé bé hay bị cảnh sát bắt thì mấy mẹ mấy cô mấy gì thôi, các chú làm ơn các chú giơ cao đánh khẽ cho em mới này kia các thứ, ỉ ôi ôi ỉ. Hay là công an người ta cũng là người chứ, người ta cũng biết tham chứ đúng không, người ta đâu có phải thần thánh gì đâu. Các vị cứ mang cơm gà cá gỡ đến rồi tiền bạc đút cho người ta cũng tham chứ, ai mà không tham, là con người mà, phàm mà, người phàm mà. Người đâu có, mình đâu phải, những cái người công an đâu phải là học để làm thần thánh đâu, có những ông cha còn đi lạm dục tình dục rồi này kia các thứ đạo ấy. Người công an người ta cũng là người thôi, người ta chỉ hơn mình là cái người ta đi học, người ta đi vào cái ngành nghề đó để người ta làm cái chức vụ đó, chứ người ta không phải là cái người gì mà nó cao siêu cả. Người ta hơn mình một cái bậc là người ta có quyền hơn mình thế thôi, chứ còn cái đạo đức không có cái máy nào tính được cái đạo đức hết. Đúng là trước tệ nạn này rất nhiều, những giờ giảm bớt giảm nó cái đương nhiên rồi, ngày xưa nghèo khổ thì các vị cứ đút tiền thì người ta nhận thôi, không có ai bắt được cả. Còn bây giờ vũ khí của những người dân này này này, nếu như các vị mà đúng, các vị không bao giờ bỏ tiền ra cho người ta đúng không, nó cứ cầm thế này xoay vào mặt cảnh sát. Mà cái lý do tại sao cái Việt Nam người ta không cấm cái đấy, là người ta để cho người dân người ta quay như thế cũng là một cái tốt, để cho những cái người cảnh sát bớt đi những cái hành vi sai phạm. Mình phải hiểu được như thế, mình phải sống thực tế một tí. Chị nói rất đúng. Đây là mình nói chuyện theo cái cách gọi là người người dân với người dân thôi, chứ chị mình cũng chẳng phải là hơn ai cái gì đâu, nhưng mà đây mình thích nói về những cái thực tế của con người. Mình đừng có chạy cái tội của mình đúng không, mình không làm sai, mình không buôn gian bán lậu, mình không gian lận, không bao giờ mình hối lộ cho thằng nào hết, nói thẳng một câu là như thế. Giờ chỉ có kém hiểu biết mới nói vậy thôi chị à. Chị có nhớ chợ Thái không, chợ Thái Nguyên à, chợ gì, chợ 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 Thái không biết, chị nhớ ở Hải Phòng thì nhớ chợ đồ, chợ cái gì, chợ chợ đồ, chợ sắt, chợ chợ gì nhá, chợ có đèn, chợ cái gì mấy cái chợ đấy thôi, nhưng mà bây giờ cho mình đứng giữa thành phố mình cũng chẳng biết đi đâu. Nói như ni xà thì người dân đưa thì cộng sản à, cảnh sát giao thông có quyền nhận, người dân đưa tiền là người dân sai. Còn không phải nói như thế, đừng có suy nghĩ như thế, có nghĩa là khi mà mình đúng thì mình làm đúng, thì không có ai, cái thứ nhất trước mắt mình làm đúng đi đã, mình làm đúng thì không có ai làm được tiền mình cả đúng không. Chứ còn cái người mình nói là những cái kẻ mà người ta ăn hối lộ đấy là do mình tạo lên đúng không, mình tạo lên cái con người như thế, ai nhìn thấy tiền mà ông tham, nói thẳng như thế. Mình chửi người ta nhưng mà mình phải nghĩ là mình đã đúng chưa đã đúng không. Nó ăn hối lộ này kia các thứ. Các vị bây giờ chạy xe bị phạt 200 ngàn đi, ví dụ vậy.
Nhưng mà bây giờ hối lộ 100 ngàn. Thế nào hả? À, công an này thôi hối lộ 100 ngàn rồi anh cầm ấy, anh cầm tạm ấy, uống nước thôi mà. Thôi anh thông cảm đi, cầm tạm uống nước. Các vị cũng được lời. Cái đó là cái trước mắt đã. Các vị làm sai, các vị muốn ít đi, bị phạt ít đi, các vị làm như vậy. Còn ở như ở bên hải ngoại nó không phạt bằng tiền, người người công an không có tiền, nó ghi vào giấy, nó gửi về cho nhà mình không đóng cái tiền đấy nó cứ tăng lên đó. Anh Huy ơi, gia đình nhà em chạy xe Bắc Nam nên giờ cũng ít rồi anh ạ. Ở Việt Nam nhà nước của dân, đảng vì dân, làm gì có cái gì của dân. Đảng vì dân, dân làm chủ, đúng pháp luật, dân chủ nhất thế giới. Nhà nước là một cái nơi người ta giống như là một cái đầu tàu ấy, người ta lãnh đạo, đúng không? Còn á, như là mình đây, mình ở đây, nhà của mình á, mình cái đất là mình thuê của chính phủ, không phải đất của mình, mặc dù mình bỏ tiền ra mình mua. Em chào chị yêu quý ạ. À, chào em Nguyễn. Những cảnh sát là để ngăn chặn những sai phạm ấy chứ không phải để cho người dân đưa tiền là bỏ qua cho người ta làm sai tiếp. Như vậy có làm tròn nhiệm vụ không? À, đồng chí Quang Huy yêu cầu đồng chí đi làm cảnh sát đi nhé. Tại sao không đi làm cảnh sát, sao không đi làm thi vào ngành công an, sao không đi làm những người cán bộ để cho cái đất nước cái nó sạch sẽ đi, đúng không? Dân không gian làm sao có quan tham, xã hội nào cũng có mặt trái và mặt phải thôi, đúng rồi. Con người đi đến đâu cũng muốn nói về mình hết đấy. Nói thẳng một câu là như thế, mình là người mà mình cũng muốn cái lợi về mình hết. Mình đi ra ngoài đường ấy, mình không muốn là mình muốn đỗ xe là đỗ lâu một tí nhưng mà nó không cho mình đỗ lâu thì mình cũng phải chạy, mình cũng đấy đã thấy khó chịu rồi. Cái đấy nó không phải là tự do, đúng không? Bây giờ cái luật Việt Nam nó chưa áp dụng được như ở bên này, rồi từ từ nó sẽ áp dụng y như bên Úc này. Rồi các bạn lúc đấy muốn hối lộ cũng không hối lộ được nhá. Rồi nó sẽ áp dụng, tại vì bây giờ cái nó mới phát triển cho nên cái luật lệ những cái con người nó chưa đâu vào đâu hết. Rồi từ từ như ở bên này á, nó sẽ làm y như bên này thì lúc đấy lại kêu rời non nước lên. Cái gì? Bị cảnh sát dừng xuống còn cãi nhau chửi cha mẹ người ta kìa. Trời ơi, dân mình bị cảnh sát dừng xuống còn cãi nhau chửi cha mẹ người ta kìa. Ừ. Thế nhiều khi mình xem những cái clip ấy, mình cho mấy đứa con mình xem nó buồn cười á. Anh đã, ông đã chào tôi chưa? Chứ như bên nước ngoài à, ăn đạn rồi. Đúng rồi. Bên này hả? Đỗ xe lại. Bằng lái xe đâu? Đố thằng nào dám hỏi tại sao mày hỏi bằng lái xe của tao đấy. Không nhất định không đưa. Xem nó có đập cửa kính không. Ở bên này động một cái là phạt. Động một cái là phạt, không nói nhiều. Dân mình khôn bỏ sư. Đúng rồi. Khôn nổi. Nói vậy thì bà làm gì? Thôi chào ni xà mọi người nhé. À, nếu mà không chấp nhận thì cũng chịu thôi, tại vì cũng tùy mỗi người, sự suy nghĩ của mỗi người thôi, đúng không? Nếu mà mình cứ nghĩ là lỗi là do người khác không phải lỗi do mình, tại sao tôi sai tôi đưa tiền cho ông lại ăn, tại sao mình đưa, mình chấp nhận mình phạt đi. Còn mỗi người một sự suy nghĩ, không nhất thiết là Lisa bắt mọi người phải nghĩ theo ý mình.
mà Lê Sả cũng không ai bắt được Lê Sả phải theo ý người ta. Nếu như mà mình cảm thấy không đúng thì mình cứ giữ lấy cái lập trường của mình không bắt ai phải phải theo mình cả, đúng không? Mà mình không ghét ai mà trái ý mình, cái đó là quyền tự do của con người, nhưng cũng đang khắc phục. Xin chào chị Lê Sả Vũ, chào em Mã Đào, lỗi còn cả ý thức người dân nữa. Chính xác là như vậy. Bây giờ người dân mình nói ngay như rác, rác thôi, đúng không? Bây giờ nói là viết rõ ràng là không vứt rác, thì mỗi người tự có cái ý thức đi, đúng không? Đừng có vứt rác bừa bãi, rác tôi mang về nhà mình nên là để gọn vào thì cái xã hội nó đâu có bẩn, đúng không? Nhưng mà đây người nào cũng thấy người kia vứt thì mình cũng vứt, thế là cứ đua nhau vứt thì cái nhà nó phải bẩn thôi, đơn giản vậy thôi, đúng không? Xã hội nó như thế nào là do chính cái người dân nữa chứ. Người lãnh đạo người ta ra những cái luật như thế, nhưng mà những cái người người dân có tuân thủ không, đó mới là cái điều quan trọng. Ở Mỹ chống lại cảnh sát nó bắn cho vỡ sọ. Đúng là như vậy. Nó có được cái quyền bắn cho nên nhiều cái nó nhiều người bị oan nữa. Đúng không? Người ta cầm cái bút lên thôi nó tưởng vũ khí, nó bấm 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 chết một thằng học sinh người Việt Nam á. Rồi cái bà ấy cầm cái con dao, thì hỏi các bạn là một người phụ nữ mà cầm cái con dao mà một cái thằng Tây to tổ bố như thế, bà ấy đâu phải cầm súng đâu, bà ấy cầm cái con dao, bà ấy không biết cãi nhau với mẹ hay là cãi nhau với ai, bà ấy cầm con dao bà ấy chạy, cảnh sát nó nhìn thấy nó bầm bầm bầm, bà ấy chết luôn, người Việt Nam. Em thật với chị, ở xã hội hay thành phố mà gọi nên lĩnh thưởng thì đi ngay, còn thuế mà lên 10.000 thôi cũng kêu ầm lên. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Thế con người mà ai mà không muốn lợi vào mình đó. Bây giờ người người Việt Nam có chịu đóng thuế không? À, chịu đóng thuế để nuôi những người thất nghiệp không? Không bao giờ. Nhà nước chửi cho sấp mặt luôn. Bây giờ cứ đóng thuế như bên này, xong cái người ăn thất nghiệp cứ ngồi ăn thôi, không phải đi chơi này kia các thứ. Mọi người nghĩ là mình có làm được những chuyện như vậy không? Mình có chịu đóng thuế cho người khác ngồi chơi không? No way, không bao giờ. Ok, nói đến đây thôi nhé các bạn. À, chúc các bạn một buổi tối chủ nhật vui vẻ. À, bye bye. Hôm nay nên like sợ chim mấy lần rồi. Ok, bye bye nhé.